전부가 됐는데 전 하지 못해서 말 할 수 없어서 나의 가슴이 터질 것 같은 지독한 이 사랑 그대 알고 있나요 못 견디 아니냐 bây giờ bắt đầu xin chào mình là Hiếu và đây là Quỳnh Anh và mình như đã hứa thì hôm nay chúng mình sẽ cho các bạn thưởng thức ramen. Ramen Takapi. Ramen. Ramen. Đây là quán ramen mà bạn mình đang làm ở đây nè. Ramen tông cốt thử nghĩa là ramen thịt lợn, ramen xương lợn. Thật ra thì ramen nào cũng làm xương lợn. Miso được làm từ đậu nành và củ cải. Có nghĩa là trong này cũng sẽ có những thành phần bí mật của quán nữa, sẽ không chỉ đơn thuần là miso. Mắn kinh lắm. Còn đây là ninnikku. Ninnikku trong tiếng Nhật có nghĩa là tỏi. À, hành chứ. Tỏi. Hành, ở tỏi. Tỏi xong rồi người ta giã ra. Giã ra xong rồi. Giã nát ra xong rồi thành cái này. Ăn kinh lắm. Nói chung là mấy cái này mình thấy ăn thật là kinh. Tiếp theo là hoaito là gì? Như là tiêu à? Tiêu trắng. Ờ, tiêu trắng. Đây là tiêu đen. Tiêu đen. Tiêu trắng là tiêu đen. Không ăn được cay nè, không ăn tiêu luôn. Đây là la chiu. Đây là la chiu là gì? Dầu ớt ấy. Dầu á? La chiu. Ờ. Hơi cay đúng không? Mình hơi cay à? Ờ, dầu này nó sẽ pi từ các loại gia vị tàu màu ấy, với cả một ít tỏi nữa thì nó vậy là ăn với gì ra? Soju. Soju, ăn với cả gì? Cũng cho vào mì thôi đúng không? Cho vào mì thôi. Có cái này là cũng là soju đi rồi, chị dùng đi chứ. Đây, đây là chữ trong 2000 years later. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. Đây là suất ăn của mình gồm có cơm rang và gyoza, hay còn gọi món hành thánh. Rất thích ăn hành thánh nên là mình gọi riêng hai món này. Đây, đồ ăn kèm của cơm rang thì có salad. Salad với là nước dùng. Nước dùng này từ làm từ gì nhỉ? Hỏi nhân viên mà nhân viên cũng không biết luôn, nên mình cũng không biết. Nhưng mà khẩu vị thì như kiểu như kiểu bột canh ở trong ấy, bột canh đúng không? Bột canh. Dumbo ngon hơn. Vì Dumbo là mì tươi mà. Chưa cho thêm mì tươi nữa. Nhờ vậy đến nhất cũng là mình sẽ đặt. Kiểu như cứ quay được cái cảnh rất ly xong rồi cứ quay đi đập đi đập lại đi đập. Điều đầu tiên mình cảm nhận là cái nước sốt của này là ăn như cháo, như súp luôn. Rất là đặc. Rất là đặc. Nhưng mà vị thịt lợn khá là rõ, lợn khá là rõ. Tức là nước cũng ngọt đúng không? Nhưng mà không nước phải là vị, ngọt. Không là phải là vị. Rất là đặc. Nước không phải vị ngọt của mì chính mà là ngọt từ việc ninh xương. Không dùng mì chính đâu, dùng mì chính ít. Ở Nhật thì không dùng mì chính nhỉ? Ở Nhật dùng nhất mì chính để bỏ lên trên trứng sống thôi. Theo mình thấy thì sợi mì ở này đây không đúng so với sợi mì ramen còn lắm. Mì ramen bình thường sẽ phải nhỏ hơn một tí. Ở đây là mình chọn sợi mì á. Dọc cứ đi đâu. Thay vì mong đợi của mình. Tức là sợi mì thì mình nghĩ là nó sẽ không ngon nhưng thực ra là nó cũng được, cũng ổn. Của mình là mì ramen kotteri. Mình cũng không biết kotteri là gì nhưng mà mình nhớ kotteri là kiểu dầu ăn ý. Dầu ăn rồi cho thêm vào. Dầu ăn có vị, chút vị. Nên là thấy là kotteri, mì kotteri thì cái nước sốt nó rất là đặc. Kotteri đang chuyển động quá. Bác của mình thì
gồm có mì này tất nhiên rồi, có ít hành, hình như đây không phải là hành đúng không? Đây không phải là hành, cũng là hành đấy nhưng mà không phải là kiểu hành lá của mình. Đây là măng, măng Nhật, có đúng một cọng luôn, một cọng luôn. À đây là một miếng thịt duy nhất, thịt lợn. Oh wow, thịt lợn người ta cắt lát ra như thế này, gọi là chashu. Mình không ăn được cay nên là mình gọi cái này, còn các cái khác thì có takana, nghĩa là kiểu dưa muối, kiểu takana kiểu dưa muối của Nhật ý, cái đấy ăn rất là cay, không ăn được. Cay đúng không? Tình hình là mẹ vì hôm nay rất đói cho nên là mẹ chỉ ngồi ăn thôi. Cả mẹ Vi là không ăn được hành. Nhìn mắt nhà béo chưa? Một thế giới không màu xanh. Thật ra mình cũng không ăn hành. Thế giới không màu xanh luôn. Và đây là bát cơm omelette. Các bạn có thể thấy khá là nhiều trên mạng ấy. Thì là cơm, các cái cơm mà họ để trứng lên xong rồi họ dùng dao cắt ấy, cắt ra xong rồi trứng chảy ra ấy. Gọi là cơm đắp chân. Nhưng đây không phải là cơm đấy. Ta-da. Itadakimasu. Cơm này thì mình cho có hai loại sốt. Ta sẽ có cơm ở dưới này, các bạn có thể thấy cơm ở dưới. Và ở trên sẽ có trứng. Trứng chiên lên rồi thêm ít hành và đây như là mộc nhĩ. Và họ sẽ dưới sốt ngọt lên trên. Thứ. Úi giời ơi. Chọc vào vị là vị ngọt. Vị giống sốt chua ngọt của Việt Nam. Thực sự là vị giống như cái sốt đấy. Thực sự là vị ngọt. Nhưng mà vị ngọt này nó không bị gắt hay là gì cả mà nó khá là hợp với cả vị trứng. Và kiểu nó có thêm cái vị bùi bùi của trứng ấy. Với cả nó có thêm cái vị kiểu sật sật của mộc nhĩ. Mình thấy cái nó khá là hợp. Và cơm của người Nhật cũng khá là dẻo nữa. Nên là ăn khá là chuẩn, khá là thích. Cơm rang thì gồm có cà rốt, thịt này là thịt bò. À quên nhầm, làm gì có thịt bò. Không sao, mức độ có thịt bò, thịt lợn thôi. Hành, một tí trứng. Thật ra thì cơm rang hơi nhạt so với khẩu vị của mình, nên là mình phải dùng một chút xì dầu để cho đậm vị. Rồi, và như các bạn đã thấy là chúng mình đã hoàn thành xong trận chiến. Cảm nhận chung của mình ý là đồ ăn khá là ok. Để mà kể cái đồ thích nhất thì chắc là cơm rang, đồ không thích nhất thì chắc là sợi mì. Ừ, đi vào quán mì ramen và đồ không ngon nhất lại là mì ramen. Không phải không ngon nhất là mì ramen mà cái sợi mì thôi. Sợi mì không phải là đúng của mì ramen thôi. Còn các ngày khác thì khá là ok, nước dùng khá là đậm đà và cho măng vào vị khá là hay. Nên là mình sẽ chấm bữa ăn hôm nay 8 điểm. Còn đối với mình thì là hôm nay mình ăn cơm rang, không ăn ramen. Hôm trước mình ăn ramen rồi mình không ăn mì ramen ở đây. Nhưng mà về chấm điểm đồ ăn thì mình sẽ cho tức là video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn muốn xem thêm cái gì hay là có để lại ý kiến bình luận gì, các bạn hãy và bình luận ở bên dưới, phần comment bên dưới. Hãy like, share và subscribe cho kênh YouTube channel của chúng mình nhé. Nút subscribe ở đây. Bye bye. Bye bye.